Chào các bạn. Sắp chào các bạn đi con. Sắp chào các bạn. Chào mừng các bạn một lần nữa đã đến với channel của Live With Us. Và hôm nay thì theo lời đã hứa, Tiên sẽ làm một video ngắn để review những cái bộ đồ đi tập thể dục mà Tiên thích nhất, rồi chỉ cho các bạn biết mua những cái bộ đồ như vậy ở đâu và giá cả như thế nào là phù hợp, và mình nên lựa những cái bộ đồ như thế nào để mà khi mình tập thể dục mình mặc mình sẽ cảm thấy thoải mái nhất. Sắp có muốn giới thiệu cho các bạn đồ của Sắp không? Ở đây là em chó mà Tiên mới nhận ở shelter về được khoảng 6 tháng. Lúc mà Tiên đem em về là em đã được bao nhiêu tuổi con? Hả? Là con đã được 4 tuổi rồi. Sắp được 4 tuổi rồi. 4 tuổi mà nhỏ xíu vậy đây. Rất là ngoan luôn. Các bạn đừng để ý tóc của Tiên nha. Tại vì tóc của Tiên còn ướt á, cho nên nó hơi bị rối. Còn một em thứ hai nữa là siêu quậy đi. Đang tìm đồ để quậy ở bên cạnh Tiên. Đây. Ok, để Tiên bắt đầu vô bộ đồ đầu tiên. Sắp ngồi đâu con? Sắp ngồi đây đi. Ngồi cạnh mình nha. Sắp ngồi cạnh mình nha, mình có ngồi không? Em kia bận đi quậy rồi. Ok, cái áo sport bra đầu tiên mà Tiên muốn giới thiệu tới các bạn đó là cái áo mà Tiên đang mặc luôn. Đó là áo này. Cái hiệu là của... để Tiên nhớ coi. Cái hiệu của Under Armour. Cái hiệu này thì bình thường giá rất là mắc, khoảng 50-40 mấy đồng một cái. Nếu mà cái mà nó chất liệu dày một chút á. Thì tình cờ hôm đó là Tiên với mẹ đi Marshall, thì Tiên mới thấy được cái áo này ở chỗ đó. Thường ở Marshall hay là ở Ross á, là người ta thường hay bán những cái áo mà đồ hiệu hoặc là đồ cũng rất là tốt, nhưng mà hiệu nó qua mùa rồi hoặc là nó còn tồn kho thì người ta đem ra đó, với lại cái giá cả nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Thì cái áo này giá gốc Tiên nhớ không lầm là 49 đồng, thì khi mà Tiên mua nó chỉ còn có 16 đồng thôi. Rất là rẻ và mặc rất là thoải mái, như các bạn thấy nè, mặc rất là dễ chịu. Và thường á, khi mà Tiên lựa cái áo mà để mặc tập thể dục á, thì cái quan trọng đó là cái độ đàn hồi của nó phải tốt, với lại nó giống như là phải có cái miếng mút ở trong á để nó giữ chặt cái ngực của mình. Tại vì thường Tiên thích những cái áo mà nó quá mỏng, hoặc là nó giống như là nó không có thể ôm chặt cái phần ngực của mình á, thì khi mà mặc mình sẽ cảm thấy không có thoải mái, và nó sẽ không có giúp mình giữ khi mà mình đang tập hoặc là khi mình chạy bộ. Thì cái sport bra thứ hai mà Tiên cũng mua ở Marshall cũng là một cái hiệu rất là tốt, đó là New Balance. Thì cái hiệu này, như các bạn mà có mang giày của hiệu này rồi á, sao không con? Thì khi mà các bạn mang giày của hiệu này, các bạn biết rất là êm đúng không? Và cái giá cả của nó sẽ không rẻ chút nào. Thì cái áo này Tiên đã mua ở Marshall đây, cái hiệu New Balance. Lúc mà mới bước chân vô cái tiệm á, thấy cái này Tiên đã rất là thích rồi. Tiên không có nhớ cái giá gốc của cái áo này là bao nhiêu, nhưng mà Tiên mua thì Tiên nhớ là cũng bằng cái giá với cái áo mà Tiên đang mặc luôn, là khoảng 16 đồng hay là 17 đồng gì đó. Ok, bây giờ qua cái áo thứ hai. Đây là áo hiệu New Balance, Tiên cũng mua ở Marshall luôn. Thì khi mà bước chân vô cái cửa tiệm, Tiên đã thấy được cái này đầu tiên và Tiên rất rất là thích. Tiên không nhớ giá gốc là bao nhiêu, Tiên nghĩ chắc cũng khoảng 30-45-50 đồng. Thì khi mà Tiên mua cái này á, cũng cùng giá với cái áo Tiên đang mặc là chỉ có 16 đồng thôi, và chất liệu là tuyệt vời. Khi mà mặc lên á, cái màu này rất là nổi màu da của mình nữa. Tiên rất rất là thích cái áo này. Thì khi mà Tiên lựa cái áo để mà mặc tập thể dục á, cái điều quan trọng nhất đó là phải đẹp. Đẹp là tất nhiên rồi đúng không? Thì cái thứ hai á
cũng rất là quan trọng không kém, đó là nó phải có khả năng co giãn tốt, có độ đàn hồi tốt và nó phải ôm cái phần ngực của mình tốt. Cái đó rất là quan trọng để cho mình khi mà mặc nè tập tạ hoặc là chạy bộ gì đó mình sẽ cảm thấy thoải mái. Chứ nếu mà mặc những cái áo mà nó quá lỏng lẻo đi thì nó sẽ không có giữ cái phần ngực của mình á, các bạn không thể nào cảm thấy thoải mái khi mà tập thể dục được. Đây là cái áo mà Tiên rất thích, cái màu cũng rất là đẹp nữa, các bạn có thấy vậy không? Ừ, ok, giờ tới cái Tiên thích thứ hai, no thứ ba. Đây là cái thứ ba mà Tiên rất là thích. Cái áo này là Tiên mua ở Forever 21. Đây, em chó thứ hai đòi lên mà nó hết chỗ, nó nhảy nãy giờ không được. Mì, con muốn lên hả? Lên đi, con lên đi. Làm sao? Ok, đây là nó nhảy lên được rồi nè mọi người. Đây là siêu vậy của cả nhà. Chào các anh chị đi con, sorry bị trúng miệng rồi. Em tên là Tóc Bì Nguyễn, em họ Nguyễn. Thì em này Tiên có hồi em mới 2 tháng tuổi là 8 tuần đó, thì Tiên đã đem em về. Em này quậy lắm, quậy hơn em kia nhiều. Em kia là quậy ngầm thôi, còn em này là trong ruột có bao nhiêu là nó thể hiện ra ngoài hết. Bi cười hả? Đây để Tiên cho em ngồi, ngồi bên cạnh Tiên. Tiên nói tiếp này. Đây là cái áo mà Tiên mua ở Forever 21. Giá cũng rất là ok, giá là dưới 20 đồng, như Tiên nhớ là 18-19 đồng gì đó. Tiên cũng không có nhớ rõ cái giá nữa. Để Tiên coi Tiên mua size gì. Thường là những cái áo sport bra á là Tiên mặc size S. Dạ đúng là size S. Thì cái size này thì nó vừa với cơ thể Tiên hơn, với lại nó không có ôm chặt quá làm cho Tiên cảm thấy khó thở. Cái áo này cái kiểu của nó rất là dễ thương, mặc dù nhìn hơi rườm rà một chút nhưng mà mặc lên thì rất là đẹp. Đây nó có một cái lớp lưới bên ngoài này mấy bạn, nó có một cái lớp lưới bên ngoài và sau đó là một cái lớp vải ở phía trong. Cái vải của áo rất là dày, với cái giá 19 đồng á mà của hiệu Forever 21 nữa thì Tiên rất là ngạc nhiên. Tại vì thường những cái áo mà sport bra khác mà Tiên mua ở cái hiệu này á, chỉ cần giặt khoảng 2-3 lần thôi á, thì Tiên đã thấy chất liệu nó giống như là cái màu nó bị phai đi hoặc là nhìn nó rất là cũ, còn không thì mặt nó không có co giãn tốt. Nhưng mà riêng cái áo này với thêm một cái nữa thì sẽ chỉ các bạn sau á, thì chất liệu rất là tuyệt vời. Mặc á, mình có thể không cần mặc áo ở ngoài tại vì cái phần dưới của này á nó khá là dài, thành cái crop top luôn. Và khi mà Tiên mặc thì cảm thấy như là nó rất là chắc chắn nữa, cho nên là khi mà mặc Tiên cảm thấy rất là thoải mái, và đặc biệt màu đen rất là dễ phối đồ. Đây cho các bạn thấy phần trước của áo và đây là phần sau của áo. Ok, bây giờ tới cái áo thứ hai, cũng của hiệu Forever 21 và cũng có cái kiểu thiết kế như vậy, chỉ riêng là nó hơi ngược lại một chút xíu thôi. Thì cái áo này á, nó sẽ không có cái phần vải ở trong mà nó che ca lên đây, nó có cái phần lưới ở ngoài luôn nè, như cái áo đen hồi nãy. Và đặc biệt bên trong á thì giống như là một cái áo sport bra thứ hai. Các bạn thấy không, rất là dễ thương, các bạn có thể nhìn thấy được phần sau luôn đúng không, hai cái dây đang chéo nhau. Và Tiên cũng rất là thích cái màu này vì cái màu nó rất là nhã, nó không quá nổi, nó không quá chói. Màu này thì Tiên thường à, Tiên mặc với lại quần đen hoặc là quần màu xanh nước biển cũng như vậy luôn. Cái này thường Tiên mặc á là Tiên sẽ mặc không mặc áo á, crop top bên ngoài, trừ khi bữa nào mà trời lạnh quá. Ok các bạn, và cái áo cuối cùng, áo sport bra cuối cùng mà Tiên muốn giới thiệu tới cho các bạn, đó là hiệu Con Cá Mập Tập Thể Dục. Yeah.
cái này là của Cheap Shark, tôi nghĩ là nhiều bạn biết rồi đây. Thì lúc mà mua áo này á, tiên mua cái size nó hơi bị nhỏ xíu. Tiên mua là extra small, mà đáng lẽ tiên nên mua là small. Vì đây là lần đầu mua cho nên tiên cũng không có rõ lắm về cái size. Cho nên tiên chỉ mặc áo cái này khi mà tiên tập tay với tập vai thôi. Còn những ngày mà chạy bộ hay tập chân á, tiên không có mặc. Tại vì tiên cảm thấy nó hơi bị khó thở, ngạt thở. Chất liệu thì cũng không phải là xuất sắc lắm. Chất liệu cũng tạm ổn. Tại vì tiên đã mua được cái áo của New Balance rồi nên tiên đã. Nếu mà đem ra so sánh á thì cái áo này tiên phải trả hai mấy gần 30 đồng. Còn cái áo kia tiên trả có 16 đồng thôi mà chất liệu tuyệt vời. Áo này thì mặc tạm ổn, màu sắc thì đẹp. Pha màu cũng rất là dễ, với những cái quần mà màu hơi chói chói một chút thì mặc cái này cũng ok. Nói chung là tiên cũng khá thích, nhưng mà không thích bằng những cái đầu tiên mà tiên đã giới thiệu cho các bạn. Ok, thì hồi nãy tiên đã giới thiệu áo rồi, bây giờ tiên sẽ giới thiệu qua quần nha. Tiên đặc biệt là thích mặc quần dài, cho nên là đa số quần đi tập của tiên là quần dài hết. Thì tiên đã chọn ra những cái quần mà tiên mới vừa mua đây và những cái quần mà tiên cực kỳ thích để mà giới thiệu tới cho các bạn. Đi từ cái rẻ nhất rồi từ từ lên nha. Cái quần đầu tiên mà tiên muốn giới thiệu cho các bạn là của Forever 21, mãi mãi 21 tuổi. Mặc dù mình đã qua tuổi 21. Quần này là tiên mua size small. Hình như đa số quần tập ở cái hiệu này nó không có extra small thì phải. Đây, ở cái phần eo là màu đỏ. Đây là phía sau nè. Đặc biệt cái phần, các bạn có thấy cái đường đỏ ở đây không? Nằm trên áo. Với lại cái ống quần á, nó sẽ có cái phần bo ở dưới, một phần ngắn thôi. Thì khi mặc á, tiên cảm thấy là về phần ôm của cơ thể là nó ôm vừa đủ. Mặc dù không có ôm chặt mà tiên thích là mặc những cái quần nó có thể ôm cái phần chân, phần mông, phần bụng của tiên nó chặt, để mà tiên cảm thấy là, nói làm sao ta, tiên cảm thấy là nó sẽ không có bị lỏng lẻo, hoặc là nó không bị tụt lên tụt xuống khi mà tiên squat hay là khi mà tiên tập những cái động tác và cần phải co giãn chân nhiều. Thì cái quần này chất liệu rất là tốt, so với cái hiệu và giá cả thì cái chất liệu rất là tốt, tiên khá là ngạc nhiên. Cái độ co giãn cũng rất là tốt, và đặc biệt là nó không có nhìn thấy cột trong. Khi mà các bạn mua quần, các bạn phải nhớ nha, không cần biết giá tiền mắc bao nhiêu, không cần biết là hiệu gì, nhưng mà khi mua phải luôn luôn nhớ là chọn những cái quần mà cái vải nó phải dày vừa phải, hoặc là cái màu sắc nó phải như thế nào, để mà khi các bạn tập chân, các bạn ngồi lên ngồi xuống á, thì sẽ không bị thấy cái quần trong. Tại vì tiên đã mua nhiều quần và tiên thấy có những cái quần cái chất liệu rất là ổn, hoặc là cái hiệu đó là cái hiệu tốt luôn á, nhưng mà mặt vẫn thấy bị thấy quần trong. Và cái điều đó là cái điều mà tiên rất là kiêng kỵ khi mà tiên đi tập thể dục. Đây, tiên sẽ để tay nè, các bạn thấy nè, co giãn rất là tốt nha. Và đây, không hề thấy được quần trong của mình. Tiên để tay qua nè, cũng không thấy được cái màu da cái tay của tiên. Bạn nào mà có cơ hội mua quần này thì nên mua. Và rất là cái giá cả rất là phù hợp với các bạn học sinh á. Mình chưa có đi làm thì mình vẫn có thể mua những cái quần mà giá mười mấy đồng thôi, nhưng mà chất liệu vẫn ổn và cái màu sắc cũng lại đẹp nữa. Cái điểm trừ của cái quần này á, đó chính là cái phần bụng. Cái phần bụng á, thì nó ôm vừa phải nhưng mà chưa đúng cái ý tiên muốn. Nó ôm vừa thôi, khi các bạn mà ngồi lên ngồi xuống thì nó vẫn hơi bị lỏng một chút. Còn tất cả những cái phần còn lại thì rất là ổn luôn. Đây, ok, bây giờ sang cái quần tiếp theo nha. Quần tiếp theo cũng là hiệu Forever 21. Quần này thì
nó đã từng bán hết hàng một lần và Tiên đã mua nó khi mà nó restock lại. Và quần này là quần màu xám, Tiên mới giặt cho nên nó hơi bị nhăn. Các bạn thông cảm, nó hơi bị nhăn. Cái này thì phải mặc vô nó mới hết nhăn. Đây, cái quần này đặc biệt á là cái phần bụng của nó làm rất là cao nè. Khoảng một khúc này luôn là cái phần nó over bụng. Riêng quần này khác quần trước đó là khi mà cái phần bụng nó ôm khá là tốt. Và đặc biệt á là cái phía bên hông nó có cái lưới giúp cho mình thông thoáng được khi mà mình tập mình chảy mồ hôi á. Đây, cái lưới đây. Thì cái lưới này á tốt, nhưng mà Tiên không thích một chỗ. Các bạn có phát hiện ra không? Đó chính là cái phần bụng đây nè. Là nó từ cái phần bụng nó kéo xuống luôn. Có nghĩa là mặc cái quần này các bạn sẽ phải rất là cẩn thận, tại vì nó sẽ bị thấy quần trong. Đây, các bạn có hình dung ra được không? Đó, quần này á, thì cái phần mông nó ôm không được tốt lắm á. Cái phần đáy á, nó hơi bị, nói sao ta, nó hơi bị dài, nó không có ôm được cái phần mông của mình. Nhưng mà riêng cái phần bụng thì rất là tốt. Và cái phần ống quần nó cũng có cái phần bo nhỏ luôn. Các bạn có thấy không? Thì quần này là quần lửng, mặc vô là nó phù hợp với chiều cao của Tiên luôn. Mặc cũng rất là dễ thương, và cái màu này cũng rất là dễ phối đồ. Quần này Tiên nhớ Tiên mua là rẻ hơn quần màu đỏ thì phải. Tiên nhớ là 16, 17 đồng gì đó, Tiên cũng không có nhớ rõ nữa. Các bạn thử lên cái website của cái hiệu đó rồi các bạn coi nha. Và hai cái quần tiếp theo mà Tiên giới thiệu là Tiên mua ở Marshall. Và Tiên cực kỳ thích hai cái quần này. Đây là cái quần đầu tiên Tiên mua ở Marshall. Để coi Cái hiệu này rất là lạ, tại vì quần này làm cho những ai mà tập yoga. Nó có cái dấu tròn phía sau. Cái màu cũng là màu Tiên rất là thích luôn. Và đặc biệt á, cái phần bụng nó rất, cái vải rất là dày, co giãn rất là tốt, cho nên nó ôm cái phần bụng Tiên rất là chắc. Cái màu thì Tiên rất là thích rồi. Cái phần ống quần của nó thì người ta làm cái lưới. Đây, cái lưới. Thì khi mà Tiên mặc, Tiên tập chân hay là Tiên chạy bộ á, thì Tiên cảm thấy rất là thông thoáng cái phần dưới, cái phần bắp chân của Tiên. Và quần này đặc biệt là nó không nhìn thấy quần trong. Chỉ có một điểm trừ á, là mặc quần này khi mà các bạn tập chân, các bạn ra nhiều mồ hôi á, thì nó sẽ khi mà mặc thì không thấy, nhưng mà khi các bạn ngồi á, lên cái ghế, các bạn sẽ thấy cái mồ hôi của mình. Cho nên là đó là điểm trừ duy nhất của cái quần này. Và Tiên hạn chế mặc cái quần này vào ngày tập chân mà Tiên ngồi lên ghế. Rất hạn chế luôn, tại vì rất là kỳ đúng không? Yeah. Và quần này Tiên mua cũng với giá là bao nhiêu ta? 17 đồng. Tiên mua với giá là 17 đồng. Cái giá rất là ổn. Cái quần tiếp theo mà Tiên rất thích, Tiên rất muốn á, giới thiệu cho các bạn ngay từ cái lúc mà Tiên mua nó luôn, tại vì các bạn sẽ không ngờ được là Tiên mua được với cái giá đó đâu. Quần này là hiệu Nike, cũng là màu xanh, mà xanh này khác với cái xanh kia một chút. Để đem hai quần ra cho các bạn xem là hai màu xanh khác nhau. Thì quần này giá gốc của nó là 115 đồng, nhưng mà Tiên mua chỉ có 50 thôi. Tiên mua ở Marshall luôn. Thì quần này lúc đầu là Tiên không có để ý, Tiên chỉ đi qua đi lại rồi Tiên, tại vì người ta để nhiều cái hiệu với nhau á, người ta không có chia ra. Tiên đi qua, Tiên có sơ rồi Tiên đi thôi. Thì cái lúc đó là mẹ mới thấy, rồi mẹ kêu Tiên lại, mẹ đưa cho Tiên xem. Thì vừa nhìn thôi Tiên đã thấy thích rồi.
Đây, cái phần bụng của nó nha, rất là dài luôn. Và Tiên mua size small. Phía sau cái lưng quần có cái túi nè. Đây có cái túi. Và cái phần trước là có cái dây cột. Phía bên hông của cái quần là có mấy cái chấm này nè, làm cho cái quần nhìn rất là đẹp. Và nó đặc biệt là cũng có cái lưới ngay phần bắp chân luôn. Và Tiên rất là thích điều đó. Đây là phần cái lưới. Bạn thấy tay Tiên không? Đó. Và nó không nhìn thấy quần trăng nha. Thì quần này Tiên mặc Tiên rất là thích. Tại vì nó ôm chân Tiên là vừa phải luôn, vừa đúng cái mà Tiên muốn. Và đặc biệt là mặc quần mà tập chân á, ngồi lên ngồi xuống nó không bị ướt ghế. Rất là đẹp phải không các bạn? Tiên cũng rất là ngạc nhiên khi mà Tiên mua được cái quần. Cái giá là 110 mấy, nhưng mà khi Tiên mua là hình như nó sale cũng phải hơn 50%. Tiên cực kỳ thích luôn. Quần tiếp theo là quần của cái hiệu đối thủ của Nike, đó là Adidas. Đây, thì các bạn thấy rất là đẹp đúng không? Và cái quần này đặc biệt là Tiên cũng mua với cái giá người ta đã sale rồi, chứ không phải là giá gốc. Tiên không nhớ giá gốc bao nhiêu, khoảng 80 mấy hay 90 gì đó. Nhưng mà khi Tiên mua thì cũng có 50 mấy 60 thôi. Đây, cái phần này á, cái quần, cái phần bụng á thì nó không có cao lắm, nó chỉ vừa phải. Và nó ôm cái bụng mình cũng rất là tốt. Và cái phần vải ngay phần ống quần, cái phần vải trước á rất là đẹp các bạn. Nó cũng có cái lưới ngay phần bắp chân luôn để cho mình thông thoáng cái mồ hôi của mình á. Khi mà mình tập nó ra thì mình sẽ cảm thấy nó mát hơn, không có bị bí cái chân. Đây là cái phần lưới ở ngay phía bắp chân. Cái vải quần này á, thì nó mỏng hơn vải của quần Nike. Và đặc biệt á, là khi mặc quần này mình cũng không thấy được quần trong. Độ co giãn của nó, cái phần bụng thì không có độ co giãn lắm, nhưng mà cái phần ống quần á, cái độ co giãn của nó rất là tốt. Để cho các bạn xem lại cái quần lần nữa nha. Bây giờ tới hai cái quần mà Tiên thích nhất luôn. Quần này cũng là hiệu con cá mập ở bên Anh, cá mập tập thể dục. Đây là cái quần hiện tại nó đang rất là nổi tiếng và rất là nhiều người muốn có nó. Thì Tiên nhớ là lúc mà Tiên mua hai cái quần này cũng khá là vất vả một chút. Tại vì bên Anh á là họ bán lúc 3 giờ chiều. Nhưng mà 3 giờ chiều ở bên Anh có nghĩa là 7 giờ sáng ở bên Mỹ, ở bên Cali. Thì Tiên phải dậy trước khoảng 5 phút là 6 giờ 55 Tiên dậy, rồi Tiên cứ cầm cái phone á, rồi Tiên reload lại liên tục luôn để mà chờ tới cái lúc cái quần nó ra. Tại vì các bạn có biết là cái quần ra, cái size của Tiên mua là extra small, là cái size nhỏ nhất, thì thường là cái quần vừa mới ra từ 2 đến 3 phút thôi là nó đã hết hàng rồi, hết hàng cho cái size đó đó. Cho nên Tiên phải rất là nhanh tay. Đây, cái màu đầu tiên mà Tiên mua là màu xanh nước biển. Các bạn có thể thấy được cái tên hiệu nó nằm ở ngay bên phía bên hông quần. Và cái này của cái hiệu đó luôn. Quần này đặc biệt các cái phần bụng của nó rất là cao, cho nên mà khi mà mình mặc mình tập á, mình sẽ không ngại bị hở bụng hay là bị thấy bụng này nọ. Tại vì nó ôm rất là cao cái bụng của mình, mặc cực kỳ thoải mái và nó ôm cái bụng mình rất là tốt. Cái độ co giãn cũng rất là tốt nữa này, các bạn thấy không? Cái phần bụng co giãn rất là tốt. Ống quần á thì cái phần mà gần cái phần mắt cá chân nó sẽ có những cái lỗ như vậy. Thì
thì giúp cho mình cảm thấy thông thoáng hơn. Cái màu của quần này khi mà mặc lên rất là đẹp các bạn. Và thường quần màu này thì Tiên có thể phối đồ với lại áo màu trắng hoặc là áo màu đen. Cái này á, khi mà người ta bán ra người ta có màu đỏ, màu xám, màu đen, màu xanh. Và màu đỏ, màu xanh với màu đen á, thì họ có cái quần mà lửng nữa. Chỉ rẻ hơn được 4 đồng thôi, hiệu quần này là 50 đồng đi thì cái quần lửng là 46 đồng, Tiên nhớ là vậy. Nhưng mà Tiên không thích quần lửng lắm. Đa số những cái quần Tiên mua là quần dài. Đó là lý do tại sao Tiên mua cái quần này mà quần dài. Rồi. Cũng cái quần cũng cái dáng đó luôn. Và cũng cùng hiệu. Nhưng mà Tiên mua màu khác, đó là màu đỏ. Các bạn thấy đẹp không? Màu đỏ rất là đẹp đúng không? Rất là đẹp luôn. Cái quần màu đỏ này á, cái phần bụng á thì hoàn toàn giống cái quần xanh và vải cũng hoàn toàn giống luôn, nó chỉ khác một cái đó là màu đỏ. Để cho các bạn xem qua nè. Bây giờ là Tiên sẽ mặc thử á. Mấy bộ đồ mà Tiên đã giới thiệu cho các bạn để cho các bạn xem khi mà nhìn lên người nó như thế nào nha. Và nếu các bạn thích video này thì hãy bấm like cho tụi Tiên. Và bạn nào chưa subscribe thì nhớ subscribe channel nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye đi con. Bye bye. Bye bye đi. Sắp bye đi. Sắp ơi. Mày cười kìa. Bye 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 hả con? Bye bye. Bye mọi người. Bye. Vô được không mẹ? Lần chém mắt trời mình thấy gì đâu. Sắp không? Ai mẹ? Sóc. Yeah, sóc tóc á. Tóc bị tóc của sóc là nó bị dài quá rồi, cho nên là Tiên ngày thứ 5 sẽ đem sóc đi cắt tóc. Còn em Bì này thì chưa dài cho nên em Bì này sẽ cắt sau. Em Bì ha. Đây em sóc, em sóc ngoan lắm này chứ phải như anh Bì đâu, em Bì đâu. Em Bì 3 tuổi. Em sóc 4 tuổi. Em sóc làm anh á nhưng mà sóc ngoan lắm. Còn Bì làm em mà bị siêu quậy luôn. Bì còn phá cả anh Bì nữa. Sao con? Đòi xuống. Đòi xuống để quậy. Ok. Bye bye mọi người nhé. Lần này bye bye thiệt chưa? Bì bye bye thiệt chưa? Bye bye. Xuống đi con.